Em Đại Thanh Audio gửi lời chào tới toàn thể các bác nhé. Trong clip ngày hôm nay, em Thanh có quay cho anh em về một mẫu loa mới về tại cửa hàng. Đây là một mã loa nhập khẩu của thương hiệu Varic Vatasa thuộc tập đoàn Concord. Đó. Con loa này thì đã lắp phòng hát, rồi phòng trà, phòng bar, bắp nhỏ nhỏ rồi. Còn bây giờ thì em Thanh sẽ quyết định giới thiệu tới cho anh em chơi về gia đình. Khi mà chơi những cái mẫu này thì thực sự luôn anh em, nó rất đáng đồng tiền. Đó, rất đáng đồng tiền thì em chơi hàng nhập khẩu chính hãng, không có sợ hàng nhái, yên tâm, bảo hành 2 năm. Ok, đây là cái thiết kế của loa. Ê căng bằng kim loại, được sơn tĩnh điện bằng sắt, được sơn tĩnh điện ở trong có lớp chống bụi. Đấy, thùng loa cân đối nha anh em nhé, thùng cân. Con này lỗ thông hơi sau. Đó. Và con này thì có mã là V1 V220. Con này cho công suất là 400W. Đánh là 8 ohm và nó đánh rất là sâu nha. Nó xuống 55Hz luôn cho đến 18K. Đó, made in China. Đấy, Quảng Châu. Concord sao. Đấy, tức là cái loa này nó thuộc tập đoàn Concord ở Quảng Châu. Và cái tập đoàn này thì nó sẽ sản xuất ra loa Vatasa này, Varic này, loa Phin này. Đấy, một vài cái mã loa nó rất nổi tiếng. Anh em có thể quét cái mã vạch này để biết được là cái sản phẩm mình nó thuộc cái series nào. Anh em quét cái mã vạch này nó ra. Đó, rất là hay. Nó có catalog điện tử luôn, rất là tiện lợi. Con này thì nó có treo ngang, có cọc ở dưới và có treo trên nhé, đầy đủ hết. Đó, sau đây thì em sẽ mở nó ra để cùng với anh em quan sát bên trong. Đôi loa này rất là hay luôn. Đã lắp công trình rồi, bây giờ chỉ đợi anh em chơi về gia đình thôi. Ok anh em đã tháo được con loa Varic có mã V220 này ra để quay để cho anh em xem chi tiết bên trong cấu tạo. Thì con này đó, nó sử dụng là một quả bát 30 và một chiếc kèn. Thì đầu tiên anh em quan sát này, cái phễu kèn của con này ấy, nó có cái hình dạng kiểu múi khế. Thì cái hình này ấy, nó sẽ cho cái âm thanh của anh em nó đi lan tỏa rất là đều. Đấy, nó thích hợp cho anh em chơi gia đình hoặc chơi cái phòng nhỏ, cái phòng mà nó ngắn. Đấy, khoảng cách 3 đến 5 mét thì chơi cái loa này nó sẽ độ phủ nó rất là ok luôn. Và con chép này thì nó có một vài cái thông số như sau. Con này nó có mã là V220HF. Đấy, nó viết tắt của chép mà. Đấy, 44 là côn này là côn 44. Đấy. Và ở đây thì nó có một cái logo của tập đoàn Concord này. Đấy. Và đây là nó ghi trong thông tin trong web của nó này. Single là 1996, tức là cái công ty này nó ra đời năm 1996. Và nếu mà nhìn cơ bản ấy, thì anh em có thể quan sát là con chép này nó sử dụng một con chép của Emigrant nhá. Đấy, nó sử dụng một con chép của Emigrant. Rất là chất lượng luôn. Rồi, đến con bát của nó thì nhìn con bát này, anh em nhìn thấy là cái hệ tản nhiệt của nó này. Hệ tản nhiệt của nó làm cực kỳ là chất luôn. Những cái xương đòn để chống này nó làm cũng rất là đẹp. Đấy, hệ tản nhiệt nó rất là ghê gớm luôn. Rồi, mình quan sát thêm một vài cái thông tin. Ở đây thì ở cái màng nó cũng có mã số mã vạch này, rất là đẹp. Ở đây thì có một cái tem của Concord này, tập đoàn nó sản xuất ở các mã loa này. Và ở đây thì nó có một ghi chính xác là cái mã bát này, V220LF. Đấy, tức là LF là bát đấy, ký hiệu của LF 75-8. Đấy, thì cái này nó sử dụng là côn 75. À, rồi, con này là sắt từ đen sơn tĩnh điện nhé. Đấy, sắt từ đen sơn tĩnh điện, từ 190, côn 75. Rồi, chúng ta nhìn ở bên trong thì cái nhẹn của nó làm rất là chất luôn. Nhìn cái nhẹn nó to. Và cái nhẹn này của nó là 1, 2, 3, 4, 5 sóng nhẹn. Đấy, con này thì nó cho ra bát và lời rất là hay. Đó, rồi, đó là về màng. Thì con này nó sử dụng gân vải tầm dầu phủ keo 2 sóng. Và anh em nhìn cái giấy màng của nó này, nó có một cái độ chấm bi và cái độ láng mịn, rất là mịn luôn.
Đấy, rất đẹp. Cái bát này nó cũng thuộc dòng bát của em gần. Đó. Con này thì về chất âm thì nhìn bát tép nó đơn giản thôi, nó cũng không có gấu mèo gì, nhưng mà chất âm nó rất là hay. Ok, về bên trong thì chúng ta quan sát là con này nó sử dụng bông tản, bông tiêu âm nó đều bằng mút trứng nhá. Đấy, đều bằng mút trứng nhá. Và anh em nhìn cái phân tần của nó này, cái phân tần nó rất là đơn giản thôi. Nó sử dụng là hai con cảm to, hai con trở sứ 30W, một con tụ solder và một con tụ gì đó của hãng nó. Thì thực ra ấy, chia sẻ với anh em là cái linh kiện nó ít thì không phải là vì nó không xịn mà nó ít đâu, nó là do thiết kế của cái nhà hãng thôi. Họ có những cái tính toán của họ rồi. Còn em và các bác nó thẳng ra chỉ quan tâm là nó chất âm nó đánh thế nào thôi, nó có hay hay không, nó có đáng đồng tiền để mình bỏ ra hay không. Và em hay cũng chia sẻ luôn, cái loa V220 này thì có giá bán lẻ đề nghị là trên 20 triệu. Đấy, cụ thể nó rơi vào tầm 22 triệu. Còn anh em mà có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp cho em Thanh để em báo giá tốt nhất cho. Vì cái loại này thì bọn em còn để lắp phòng hát nên là không báo giá thấp được, công khai chỉ có thể báo cho anh em cơ bản thôi. Còn đôi loa này đang có khuyến mại rất là tốt và có giá bán rất là tốt. Đấy, nó sẽ rẻ đi khá nhiều đấy anh em ạ. Nên anh em mà có nhu cầu thì cứ chủ động liên hệ với em Thanh nhé. Con loa này cực kỳ hay luôn, lắp rất nhiều công trình phòng hát rồi. Và phòng những cái quán gọi là ba rượu ấy, đánh rất là hay, tiếng chất và tiếng mic con này cực kỳ tốt luôn. Nếu mà con này nó còn hay hơn cả con CD. Nếu mà nói hôm qua thì nó hay hơn CD về cả nhạc về cả mic luôn. Đấy, con này hát rất hay nhá. Rồi, ok, hẹn gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo. Mọi chi tiết anh em chủ động liên hệ với Đại Thanh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác.